Quả bóng vàng toàn là marketing rồi quảng cáo chứ có cái gì đâu. Tôi không nói thế nhưng Rodri từng nói thế. Cụ thể, Rodri đưa ra những bình luận này sau khi không lọt vào top 3 cuộc bầu chọn Ballon d'Or 2023. Dù đã có một mùa giải ấn tượng với Manchester City, giành cú ăn ba gồm Premier League, FA Cup và Champions League, Rodri khi đó chỉ xếp thứ 5 sau hai đồng đội Kevin De Bruyne, Erling Haaland và ngôi sao Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Lionel Messi được vinh danh với danh hiệu Ballon d'Or thứ 8 nhờ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022, nơi anh dẫn dắt Argentina đến chức vô địch. Erling Haaland, đồng đội của Rodri tại Man City, xếp thứ 2 nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng, phá nhiều kỷ lục và góp công lớn vào thành công của đội bóng. Kylian Mbappe xếp thứ 3 chủ yếu nhờ vai trò quan trọng tại Paris Saint-Germain và việc ghi nhiều bàn thắng tại World Cup, bao gồm một hat-trick trong trận chung kết dù Pháp chỉ về nhì. Kevin De Bruyne, người xếp thứ 4 là nhân tố chính trong lối chơi sáng tạo của Man City và đóng góp lớn vào hành trình giành cú ăn 3. Đối với Rodri, việc không lọt vào top 3 có thể coi là không công bằng, nhất là khi anh đã có một mùa giải xuất sắc và ghi bàn quyết định giúp Man City giành chức vô địch Champions League đầu tiên. Cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết anh hiểu rõ vị trí của mình vì tiếp thị, tiền bạc và quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định người chiến thắng giải thưởng danh giá này. Rodri nói, tôi không ngạc nhiên, điều này là bình thường. Tôi hiểu rất rõ cách thức hoạt động của các giải thưởng cá nhân. Chúng được quyết định dựa trên tiếp thị, tiền bạc và quảng cáo. Anh cũng chia sẻ, đã có những tiền vệ trước đây cũng là người Tây Ban Nha không nhận được những gì họ xứng đáng. Bạn hiểu ý tôi chứ? Cuối cùng, Rodri nhấn mạnh, điều quan trọng nhất với tôi trong bóng đá là những gì tôi đạt được cùng các đồng đội của mình. Còn điều kia thì không quan trọng bằng. Rodri từng tự tin khẳng định rằng anh chính là hệ thống trong lối chơi của Manchester City bởi vai trò của anh vượt xa một tiền vệ phòng ngự thông thường. Rodri không chỉ là người cắt bóng và phá vỡ các đợt tấn công của đối phương mà còn là trung tâm điều phối mọi hoạt động của đội bóng. Anh được xem như trái tim của đội, người đảm bảo sự kết nối giữa hàng thủ và hàng công, đồng thời duy trì nhịp độ trận đấu theo cách mà huấn luyện viên Pep Guardiola mong muốn. Rodri cho rằng anh chính là người giữ vững hệ thống của Man City vì khả năng bao quát và đọc trận đấu xuất sắc, giúp đội bóng kiểm soát bóng tối đa và triển khai chiến thuật hiệu quả. Anh thường xuyên đóng vai trò làm cầu nối, nhận bóng từ hậu vệ, giữ bóng an toàn và chuyển tiếp các đường bóng sắc bén, nên phía trên cho Rodri tự tin rằng không chỉ là một phần quan trọng ở trong đội mà còn là cầu thủ tạo nên nền tảng chiến thuật cho toàn bộ hệ thống thi đấu của Manchester City. Mùa giải 2024, Rodri một lần nữa đứng trước cơ hội lớn giành Ballon d'Or khi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc cùng Manchester City và đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi giành Premier League, Rodri lại tỏa sáng tại Euro 2024, nơi anh giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Vai trò của Rodri trong lối chơi của cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia là không thể bàn cãi. Dù vậy, cuộc đua Ballon d'Or năm nay cũng rất khốc liệt với sự cạnh tranh từ những ngôi sao khác như Vinicius và Jude Bellingham, hai cầu thủ có mùa giải ấn tượng của Real Madrid. Liệu lần này Rodri có thể vượt qua những đối thủ mạnh mẽ đó để giành lấy danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá? Và nếu khi anh đạt được quả bóng vàng rồi, thì lần này anh sẽ nói gì? Rodri nhỉ?